Ok, hứa lên em. Tối nay thì chúng ta lại tiếp tục một con game mới thôi. Dạo này còn nở đép khá nhiều con game, nên chưa có thời gian chơi lại mấy con game cũ, hay là những con game muốn chơi thì cũng chưa có thời gian đó. Một vài con game thì tôi muốn chơi nhiều lắm nhưng mà vẫn chưa có thời gian. Như là con game Tom nè. Con này thì có trên PC Game Pass, Tiny Tina cũng mới mua nữa. Kim Đao thì cũng muốn chơi lại. Tại lúc chơi tới giờ là cũng 5-7 năm rồi. Chia thì con Gothi đây thì cũng rất là muốn chơi luôn. Đây là con game của anh em Bindo hàng xóm chúng ta. Tất nhiên cũng muốn chơi, gáp thì để nó đang chơi lại. Nó cũng cũ không gà nhưng mà chưa có thời gian. Dạo này bận quá, chắc trả nợ cái đợt này của dev xong rồi. Hạn chế đi xin lại. Cũng lướt lướt mà sao team DB coi có gì mới không. Summon World, con này thì game trên mobile. Để tôi nó rất là thích game này luôn. Mà như đâu nghe đưa lên PC thì cũng không được ổn áp cho lắm. Đây còn có bốn mấy phần trăm đánh giá, vô thì chắc đổ quét này. À mít xịt thôi, tí nữa mới đỏ. Nhưng mà sao to như ta, chắc phải đu win quá hay gì. Đây tối ưu kém, một con game đó đưa lên mà tối ưu rất là kém, tốn 3.000 đô la và trả được cái gì. Camellia cũng lỗi, vậy là bản cọt này không có chất lượng rồi. Winter Memory thì cái phần này là con game 18 cộng tiếp nối của cái bản mà Summer hay là cái phần riêng á gì á. Lúc trước thì chúng ta có Summer Memory, con game mà gắn liền với khá nhiều tuổi thơ của anh em mà chơi mấy game 18 cộng á. Thì nay đã dev đã ra con này rồi. Con này thì tôi đã nhận rồi nhưng mà không dám quay video tại không biết nó có 18 cộng nhiều không. Đây anh em thấy hentai nè, đầy đủ cái tấm 18 cộng như nè. Photo, đây là con game mà rất là đáng chú ý nè, không phải chính xác không phải game nữa, nó là một bản mod. Thì giống cái đợt tôi giới thiệu trong cái video tháng 1 đó. Just Anh em look at nào this mà có con place. game bản gốc đầu All Photo 2 been á, đây falling nè. apart after Thì anh em có she. thể tải bản mod này miễn phí luôn. She Nó was là một the bản only nâng cấp thing rất là keeping nhiều this cho con place game Photo together. 2. If we want to survive. Gần như là một con game mới hoàn chỉnh từ đầu luôn á. Roadmap phát triển thì cũng rất rất lâu rồi. Người ta làm có tâm huyết đầu tư lắm. Đây. Nhớ roadmap phát triển đầu là từ 2017 tới giờ luôn á. Tính ra là cũng 6-7 năm rồi. Firewatch thì con game này là hình như lúc trước trực tiếp game có chơi rồi đó, Dũng CT của anh em á. Chúng ta giả lập vào cái người mà phòng hộ ở trên cái trạm cứu hộ chữa cháy rừng á, hình như là nó trong cái banner thì phải. Banner vô đâu ta, hình như đây chí con game của Việt Nam mình luôn, rất là tự hào nhá. Đây Firewall giá có 26.000, giảm 90% luôn. Cơ hội cho anh em mà muốn chi chiêu trong rừng á. Game này thì tôi đã từng chơi rồi, anh em có thể lục lại video cũ. Thì nó cũng tương đối ổn áp thôi. Chứ chưa quá thực sự xuất sắc hay nào nó bật ở chỗ gì. Đây, luật sư Trần Nhân Phượng. Do giảm giá cái này là đề ba cho cái bản mới chuẩn bị ra mắt đó. Đây, game của Việt Nam chúng ta đây. Một cái bản update rất là lớn luôn. Nghe là thú vị phết chứ. Ok. Đây. Nghe mà cái bản cập nhật lớn cái bấm vô coi thử coi chúng ta có cập nhật cái gì ở đây. Game của Việt Nam chúng ta nha, studio ở ngoài Hà Nội á, cũng đang là họ cũng đang tuyển mà lập trình viên, nhà phát triển game rất thường xuyên luôn. Anh em nào có hứng thú thì có thể lên đó, liên hệ họ. Đâu update gì đâu. Đây. Có thêm rất là nhiều cái mới luôn. Cứ tầm map à. Ở new map, hệ thống new map, new trang bị mới, vũ khí mới, một số cái phòng mới, di chuyển mới, rất là nhiều loại quái vật mới luôn, boss mới luôn. Ok, có thời gian sẽ chơi. Con này thì cũng tương tự như con trên nhưng mà nó thiên về bắn súng hơn. Đại ca 5S thì cũng chơi con này rất nhiều rồi. Anh em nào hứng thú con game này thì ghé kênh mà 5S, hiện vẫn đang là Early Access nha. Tuy nhiên giá giảm rất là ngon nghẻ luôn. Chỉ là con bullet hell nhưng mà súng ống đạn dược đầu tư khá nhiều á, hiệu ứng đồ cũng bắt mắt ổn định. Game này cũng game thể thao mà nó cũ lắm rồi, chắc làm giá đang giảm giá sâu á. Đây giờ chỉ còn có 50.000 à. Đồ bả nó cũng rất là đẹp nha chứ không có tệ đâu. Game của Ubi, anh em Ubi nhà chúng ta. Tôi chưa có chơi nhưng mà thấy streamer game này cũng đang nổi lên đó. Game này thì không biết, nhìn đau quắc luôn. Coi thứ hai, đừng có nói là mấy con game dạng mà
đầu coi rồi chứ đâu nữa, farm gạt chứ, farm gia đình gạt quá, chắc vậy thôi. Game mà cũng phản bội lên anh em chúng ta, nó là luôn luôn có nợ dán trong số chúng ta, nó na ná như cái kiểu chơi của Among Us á, game mà bắn chuối. Game này miễn phí, đơn giản giải trí thư giãn rất là tốt nha. Tôi nhớ lúc trước miễn phí á, 2.000 người chơi nào bắn rất là thoải mái luôn. Đây, game miễn phí, anh em nào thích thể loại này thì lên thử qua. Apex Legends thì nó mới có bản update mới, anh em đừng có coi bản update xấu đầu xấu đớn luôn. Nó là co-op partner với mà Final Fantasy 7, cũng có Tifa, chúng ta cũng có Aegis, có luôn mà cái vũ khí đồ đông đao của Cloud. Đây có điều mà đây anh em, Aegis thiên thần của anh em đây, nhìn thấy là hối hận chưa, Cloud của anh em đây rất là to luôn. Mỗi quá xanh là nhìn tạm tạm ổn tí à, còn lại mấy nhân vật khác thì đương nhiên Apex nó sẽ làm mà rất là đẹp theo cái kiểu khác biệt, đẹp theo kiểu cực kỳ khác biệt luôn. Destiny 2 thì không biết, lâu với lại không có chơi nó. Điều này trông thú vị phết chứ, người dẫn chuyển cuối cùng á, game này miễn phí. Ồ, miễn phí mà được đánh giá rất là tích cực nha, không có một cái đoạn gameplay chơi lên nào luôn, chỉ có 5 tấm hình thôi. Ồ, tiếc cái là không hỗ trợ tiếng Anh nữa, tôi cũng chả hiểu gì hết nên anh em lít chưa đi anh nè. Mấy game này dạng idea thế với mà lít chuột rất nhiều, anh em lấy cái tool mà auto lít đó chơi kết sao đâu lên gần. Mấy game miễn phí với Golugo này thì chưa biết, con này thì tôi đã tải rồi, thế gì đó bản Golugo thôi, trông nó khá là thú vị nên cũng tải chơi thử. Game đinh gần cũng miễn phí luôn, Summon World Memory thì toàn những tên quen thuộc thôi. Game này thì phá dùng Việt Nam chúng ta rồi, anh em nào muốn chơi thì chịu khó qua mấy dùng khác thôi. Đây tôi bấm vô cho anh em coi luôn à, Việt Nam mình hình như là bị lóc luôn rồi đó, hiện tại không có Việt Nam mình đâu. Bản dưới với bản trên như na ná nhau phải không? Tua đi, thế này mới ra mắt bản hoàn chỉnh nè, hôm qua hôm kia vậy đó, lúc trước là nó Early Access thôi, nay nó mới review chính thức là đây ngày 8 tháng 1. Anh em nào cái dạng treo máy mà farm farm tài nguyên đó, vô thử con này đánh giá rất là tốt nha. Nó Early Access thì cũng lâu lắm rồi, đây cũng 5 rưỡi rồi, bây giờ thì nó đã ra bản chính rồi đó. Rồi nó sẽ tìm DB gì cũng chưa có gì mới, chứ mấy game nổi nổi thôi. Thì sắp tới thì con đó à, còn cái sự kiện này nữa nè, cái sự kiện này cũng lướt lướt coi nó coi thử làm sao. Anh em trên VOZ hình như đưa tấm hình dịch ra tiếng Việt cái gì là kinh tế tư bản cái gì đó. Dịch ra tiếng Việt nó khá gì, đây là những cái banner pop up của chúng ta nè, God of Warfare game Việt Nam mà đứng ở đây cũng rất là tuyệt vời nè. Borderlands 3 này lúc trước em fix đã cho chúng ta miễn phí một lần này, thì nó na ná như cái con Tiny Tina tôi định chơi á, nhưng mà Tiny Tina thì nó là cái bản riêng, nhưng mà dẫn chung cái một thôi, phong cách giống nhau. Cái event đầu ta đây, game này mới mốt tôi sẽ chơi, cái này là cái sự kiện kéo dài từ ngày 8 đến ngày 15 sắp tới, tức là cuối tuần sau, cuối tuần này á, đầu tuần sau thì sẽ hết. Thường thì tôi sẽ vô cái upcoming nè, tại mấy con game ở đây thì đã thử qua gần hết rồi. City Skyline thì có trên mà PC Game Pass á, anh em nào muốn trải nghiệm lên nó thử, hiện tại nó tối ưu cũng chưa có tốt lắm, mod mủng thì cũng chưa có nữa, nên nhiều người vẫn là muốn chơi phần 1 hơn là phần này, dù sao thì nó cũng đã rất thành công rồi. Đây là con game mà chủ đề kinh tế chính trị gì ở đây nè, thành kinh tế tư bản, trong nó cũng khá là thú vị đó, nên vài bữa nữa tôi chơi. Novaland thì con game này lúc trước là lùm xùm cái vụ nhà phát hành nên nó delay khá nhiều, sau này cũng ra mắt con game mà rất là tuyệt vời nè, vẫn chưa có thời gian thử qua nó. Wishlist này sau mấy con game tôi có rồi thì nó lại vô wishlist ta, chắc nằm trong cái khác.
Anno 1800. Anno thì cái dòng game xây dựng mà quản lý chiến thuật này quá nổi tiếng. Anh em mà dắt thì cũng biết gần hết những game này rồi. Bản 1800 này hình như là gần đây nó mới đưa lên Steam á. Anh em nào có thể thử qua, muốn cái dòng này cũng thử được. Công viên khủng long 2 nè. Không biết con game này có vượt quá chưa nữa. Tôi nhớ hình như là đang có bên nào dự định vượt quá hay là làm rồi luôn đó. Nó với con game mà cũng dạng xây công viên đó. Cái gì bùi du hay gì đó. Quên tên mất rồi. Game bể cá nè. Con game này thì sao lại mà liên quan đến cái chủ đề này được. Chắc là tốn tiền rồi mua bể cá thì đưa vô đây thôi. Còn game này thì đặc biệt liên quan luôn. X4 Fallen. X4 gần như là mở ra cái dòng series của cái game của cái hãng này luôn rồi. Gần đây họ cũng mới ra một cái X4 đó. Không biết anh em có chơi chưa. Đấy. Cái này là DLC thôi. Không phải rồi. Game này thì đã có nhiều quá cũng rất là chất lượng đến từ đầu ghép tem hết vậy. Chơi ghép, chơi ghép, anh em sẽ quản lý một cái cửa hàng ở đây. Rồi cơ chế của nó thì vẫn như mấy con game nông trại khác. Anh em có thể đi chăm sóc cửa hàng mình, phát triển kinh tế, xây dựng các mối quan hệ với người khác trong làng. Đặc biệt cái cơ chế xây dựng cái cửa hàng quản lý của nó rất là thú vị luôn. Này thì anh em quản lý nhà thù. Xây dựng đồ quản lý đồ cũng khá là mệt á. Nhưng mà nó vui, game gần 10 năm tuổi rồi. Đây. Tôi vẫn nhớ cái đoạn xử án đầu tiên này nè. Hình như là đầu game mình bắt đầu chơi luôn. Sau coi nhẹ tiếng nha. Mình đưa ông này vô ghế điện. Mình xây cái phòng xong thiết kế cái ghế điện rồi đưa ông vô. Nghe ông kể về cái sự mà NTG của bản thân. Vợ cũng với thằng khác. Ông không bình tĩnh, ông móc súng, ông bêm luôn. Còn game này nhiều DLC phết đó chứ. Không có thấy bản Season Pass hay là cái gì cả. Nên mua kiểu này hơi đuối à. Game thì rẻ nhưng mà DLC thì nặng. Thì vẫn là xây công viên thôi, quản lý kinh tế tư bản rất nhiều nha. Game này cũng có vượt quá luôn rồi. Game thử qua được. Tavern Master, game quản lý quán rượu. Thì Dev cũng đang dự án mà ra mắt hai ba con game đó. Thì thay vì quán rượu hình như có lò rèn hay là có cái gì đó. Game này thì tôi đã review rất là lâu rồi. Đây, thậm chí có cả video chơi luôn. Anh em nào muốn thử qua, đây là cái quán của tôi nè, anh em thấy quy mô hoành tráng nhờ. Đó. Đó. Quán tên là Honbook. Honbook nha. Chứ đừng nghĩ bậy. Rất là nhiều thứ thú vị trong game này luôn. Mình thể nâng cấp, thậm chí là quản lý do cái nhóm đi thợ săn đi các thứ nữa. Game này đáng chơi đó. Giá cũng có rẻ luôn, còn tám mấy ngàn à. Họ cũng đang dự định ra mắt mấy con game nữa ở đây. Ở gàng nè, nhưng mà không biết khi nào. Thì cơ bản cái dòng game này thì họ có mà cái sụt tốt rồi thì phát triển thêm mấy con game thú vị nữa. Nguyên cái dàn dưới không biết, game này thì biết. Game này là con game mà anh em dạng như là phát triển cái nhà máy sản xuất chơi game hay là trò chơi gì đó. Lúc trước thì đã thử qua rồi nhưng mà thấy lu bu quá nên cũng chưa chơi. Game này quản lý hiệu thuốc nè. Hình như con game này Play Game đã Play Game cái kênh mà YouTube channel ở Việt Nam đó, đã từng nhắc qua con game này một lần rồi. Lúc trước tôi chơi thì nó còn nhiều cái bất cập lắm. Dạng như là cái gameplay nó làm ổn đó nhưng mà chưa có tối ưu. Cái độ khó nó mang tính nhân phẩm nhiều quá. Game này cũng được. Rất được luôn á. Anh em có thời gian thử qua cũng được. Không biết bây giờ họ đã cân bằng rồi cái đó chưa. Rất nhiều giải thưởng nè. Game này thì sắp chừng nào Tết âm lịch đó, tôi đưa vô cái danh sách giveaway cho anh em luôn. Giveaway con game này. Danh sách gần rất nhiều con game nha. Đây chỉ là một trong số cái con game trong danh sách đó thôi. Tôi sẽ đưa vô đó cho anh em chọn cái phần thưởng. Nếu như anh em may mắn trúng thưởng. Con này con buôn khúc phiện. Nó chuẩn bị ra phần 2 rồi. Dép nó gửi tôi kia rồi. Nên hôm nào rảnh thì chơi thử. Giả lập buôn thuốc, buôn cần. Thì mới có 3-4 năm mà đã ra thêm phần nữa thì đúng như con báo phát triển luôn. Không thấy ghi mà dẫn lên trong cái phần 2 đây đó. Phần 2 thì chắc họ sẽ còn một cái giai đoạn marketing đó. Như là Golugua hay là cái gì đó. Game bể cá trời ơi.
Cái này công nghệ phần mềm nè. Game này như cũng lâu dữ lắm rồi đó. Tôi chơi đâu là cũng rất rất lâu rồi. Thời mới ra trường sinh viên cái gì đó. À 2015. Công ty công nghệ phần mềm. Thành phố Gangster. Anh em đóng vai vào một cái tên mà hình như là cái tên độc tài gì đó, bắt đầu quản lý thành phố này. Này đã nói rồi, đây con game nãy gì quá nè, anh nét vuông nè. Cái này xây mà cái sở thú luôn. Trước cũng chơi thử hơi bị nghiện luôn á. Có điều hồi đó con máy yếu lắm, máy bây giờ cũng yếu thôi, mà hồi đó yếu hơn nữa. Nên chơi một tí là gầm gú lắm, đồ họa rất là đẹp nha. Giá thì hơi chán một tí. Shop Titan. Game này thì không biết. Game Dev Tycoon này cũng biết nữa nè. Lâu rồi, 2013 tới giờ là mười mấy năm rồi. Một trong những con game mà tuổi thơ cái dạng ô vuông như thế này. Nó là ná một con game mà hồi đó anh em chơi trên nát game á. Còn cái khúc dưới này thì tôi chịu luôn. Cái này thì lít vô cái bánh thôi. Cái lít vô quản lý chậm xăng nè. Từ K5S ông gà chơi game này hơi bị nhiều rồi. Khúc dưới này thì tiêu rồi. Game này thì cũng được. Anh em thay vì hồi nãy như quản lý nhà hàng thì bây giờ chúng ta quản lý cái shop bán hàng. Anh em có thể quản lý ba cái đồ may mặc bán bánh đồ rất được luôn. Game này nó dạng chiêu QT nè. Không có Koji đó. Koji là cái dạng thư giãn thoải mái á. Update khá nhiều luôn. Nhưng mà họ ra cái DLC gì đó. DLC con mèo hay gì đó. Đây. Ra DLC con mèo bán 45 ngàn lên cũng ngại mua. Game này chơi mà khi anh em phá đảo xong thì không còn gì để làm nữa. Chỉ nhìn khách hàng nó vào ra thôi. Game xếp ô. Game dạng quản lý nông trại mà nó cực kỳ tối giản thay vì con game hôm bữa tôi chơi thì nó cực kỳ chi tiết thì con này là cực kỳ tối giản 18 cộng nha. Bây giờ anh em có thể mua game 18 cộng mà ẩn đi không ai biết được rồi đó. Chúng ta lên upcoming đây coi có game nào lại giả lập. Giả lập bây giờ giả lập làm cái gì đây? Buôn bán nội thất hả? Kiến trúc sư hả? Cũng được. Không có simulator ha. Vậy là con game này chủ đề xây dựng luôn rồi. Này giống đề sim vết. Hơi cũ đấy. Xây nhà trên một cái dốc đồi à. Cũng city building. Dạng quản lý. Câu chuyện ha. Ủa trên đây mà chữ xe to mà. Ừ dưới đây tôi ghi nè. Game thẻ bài à. Thẻ bài thì được. Game này tôi đã wishlist rồi. Là con game thợ đây game, na ná như con game thợ gàng hồi nãy tôi giới thiệu á. Con này cũng là phần thợ gàng luôn. Đó anh em nhìn nó na ná nhau hết trơn nè. Thậm chí mà cái chất nhạc mà cái chất nhạc cổ cổ như thế này á, trung cổ rồi cũng giống nhau luôn. Đây tờ vàng mình có thể mà ghép nối mấy vũ khí với nhau bán kiếm tiền. Đã quyết định từ rất lâu rồi. Này game thẻ bài á, nhà đi áp xét đó. Quý 1 năm 24. Nào game ra tính. Giờ nhìn sơ sơ chưa hiểu gì cả. Quản lý khách sạn. Lý nhà hàng hầu hết là mấy con game rất ổn áp rồi. Gokuda này tôi đã giới thiệu trong game tháng 1 đó, nó nằm ở một cuối cùng luôn. Thì dev cũng phải là đạt được hình như 100.000 hay 1 triệu wishlist gì rồi. Cũng rất là đáng mừng nha. Đây 10k chứ. 10k wishlist thì dựa trên cái số follow như thế này mà 10k là hơi ít. 10k wishlist rồi. Game này tôi cũng rất là hóng nè. Này anh em giả lập làm cái tờ soạn báo đi quản lý báo chí truyền thông cái thứ xây dựng à cũng được. Sandbox con này thì thiên về quản lý hơn. Này thì nhà máy sửa xe. Này quản lý cái sàn nhảy à. Lại nông trại.
Đây, con buôn thuốc phần 2 đây. Thôi, vô game thôi. Ibon em gái á. Ủa sao nó giống con Ibon lần trước mà gì ta? Nhìn đi hịch luôn á. Nè, Ibon Kingdom nè. Lần trước thì tôi đã chơi con này một thời gian rồi. Bây giờ nó ra con nó na ná luôn, giống hệt luôn, thậm chí cái logo nó cũng na ná nữa. Đừng có nói xào lại sụt cũ nha, làm gì thì đáng buồn lắm. Đây, hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới. Game này có tên là Momodoga Monolith Farewell. Đây, game này thì chắc ngày mai mới chơi, còn tuần sau nó mới ra mắt rồi. Con này cũng vậy luôn, con này thì chắc vài quý nữa. Này, để xếp gì đây, hôm nay chúng ta sẽ chơi Momo mình đấy. Well, game này thì không biết khi nào ra mắt. Rồi 11 thì chắc là tầm mai ra mắt đó. 19 tiếng nữa, 19 tiếng nữa thì 19 giờ trừ 5 đi, trừ 4 thôi chứ, thì chắc khoảng tầm trưa mà mai đó. Lúc mà anh em xem cái video này thì chắc game đã ra mắt rồi. Thấy anh em trên VOZ cũng mà thông tin về con game này nhiều nên tôi cũng muốn thử qua nó luôn. Độ game 2D rất thú vị nha. Thì giới thiệu con game này thì anh em cứ coi lại cái video cũ của tôi. Trong đó thì tôi đã nhắc về nó khá nhiều rồi đó. Đâu ta? Game tên tháng 1 nè. Nằm giống video này. Không Game sao, sẽ tìm nói hot nghe tháng không 1. sao, anh em sẽ thấy một con game hổ đầu tư. Đây. Nó có tên là con game Momo này. Đây, giới thiệu sơ Mới lược diện ra game. mắt vào ngày 11 tháng 11. Đây là cái chuỗi trong cái series game Momo. Anh em nào chơi rồi chắc cũng biết. Momo Doga. Momo Dogaemon nào. Nữ tư tế nói ra một cái làng Dogo rồi đó. Thì một con game pixel 2D đơn thuần thôi. Nhưng mà nhà phát hành đã đi ra rất nhiều sản phẩm rồi. Nên thành ra đây là cái xếp phần Rồi, cái vô game thôi. Anh em nào muốn coi lại thì coi. Bây giờ chúng ta vô Momo Doga. Momo Dogaemon. Game này không biết có tay cầm không? Già già như tôi thì cầm cái tay cầm nó cực lắm. Bơm sô vết đó. Nó rất là thuần pixel luôn nha. Phiên bản này là V1.0F, chữ F đó là chữ Final hay là Finish gì đó. Điều hướng bằng cái này thì con game ép mình. Chọn một nút nào ta? Nút A hả? Game setting. Độ phân giải thì hơi đáng buồn là nó chỉ tới đây thôi. Ugen Vision không có gung lắc màn hình. Hiệu ứng đơn giản của mà người chơi khi mà dính mấy cái hiệu ứng hay là cái gì đó quá. Độ sáng màn hình. Đây, xếp lại. Chắc để tôi cắm tay cầm vô chứ. Thử ra đi, không được thì mình cắm tay cầm xong. New file. Chỉ có hai độ khó thôi hả? Rồi, chơi đại đi. Một cái khó với một cái là rất rất khó nha. Này độ sáng rồi auto shape. Tao đây mới được rồi. Đây là cái gì? Thông tin nhân vật của chúng ta. Đây là những cái ghi chú. Sao nhiều gì vậy? Chuyện như là cái hướng dẫn luôn. Nhảy là cái hành động cơ bản khi đi mình vượt qua mấy cái chướng nhận phẩm gì đó. Nhấn người. Giữ nút xuống lâu thì sẽ nhảy cao hơn hả? Máu, phép và stamina. Cái này dạng hướng dẫn thôi. Tí vô game mình mò sao, cái nào không biết thì mình tính. Nãy giờ nó đang đếm thời gian đó hả?
để gắn tay cầm vô. Ok. Ủa, nãy giờ nó đang chạy chờ tính đấu màn hình đốt game. Chưa điện thôi gì ta? Để tôi chỉnh lại coi. Nãy giờ không thấy màn hình. Chúng ta đang trong game là Momo Duga này à. Rồi, ok. Phải tìm cái chuông hả? Tôi vừa hồi lỡ bấm cái gì rồi? Sao nó chậm chậm ta? Combo mà mình đánh ba cái thì một hai ba độ thứ tư nó quăng ra. Nó tắt luôn cái bàn phím game luôn rồi. Ủa giờ thì nhỏ quá. Rồi, ổn rồi đó. Quái gì nhìn dễ thương như nào. Tiếp, chỉnh lại cú nữa mới được. Chắc là có double zoom hay là lướt gì đó, mình mới lên được trên đó. Có đường ẩn hay là gì không? Không, mình còn có mới 20 mana là sao? Nhấn B để mà lướt né tránh. Điều này thì tiêu tốn mà. Tốn mà cái điểm stamina của mình. Này chỉ có đi xuống thôi. À đây là cái chuông để hồi máu của mình, có thể nhấn bằng cái nút mũi tên chỉ lên hồi luôn mana. Ok. Ơi. À nhấn mũi tên lên với mà nút tấn công để xài cung kiểu tay cầm thì tôi không quen cho lắm. À con đó nó cầm cái kiên mình có thể lướt qua luôn, bẫy mình có thể phá luôn nha, vậy mà cũng dính đam đó. Dữ ghê vậy, có cái chuông ở dưới rồi. Đây cái tinh thể mặt trăng nằm bên trong cái chuông này, mình có thể nhặt nó à? Nhận được cái lời cầu nguyện để hồi máu và phép của mình. Lời cầu nguyện này chỉ kéo dài một vài phút thôi. Trời, tay cầm nó rung. Chưa có nhảy lướt hay là cái gì cả, chưa gì đánh boss rồi.
vẫn bán hoài luôn đó. Rồi sao? Ơi. Một bình tư báo. Mới dặn cả cái hộp gì? Rồi điểm mana. Chơi hơi dơ tí nhưng mà dạ dạ như tôi thì làm chịu. Thấy cái gì? Rồi nó đồng quy vô tận với mình này. Bỏ đá xuống giếng nữa chứ. Mô mô. Em đây, làm ơn, thức dậy đi. À, nãy giờ đang mơ hả? À? Mơ một giấc mơ hả? À? Vẫn là mình bất tỉnh này được cứu chữa. Silica, đây là nhà của tôi à. Chúng tôi đang rất lo lắng cho bạn thôi. Nhìn đây là mình bị tìm thấy khi mà đang bất tỉnh á. Giờ nghỉ ngơi thôi. Khi nào có tốt hơn thì sẽ đi gặp Machia, cô ấy đang đợi mình. Nằm tiếp. Nghỉ ngơi hả? Vậy là chỉ thăm kiếm qua ngày thôi. Bạn đã ngủ một giấc rất là ngon. Rồi đi gặp mà gặp ai quên tên đi rồi. Achigot. Làm sao lên nóc nhà để gờ gờ con mèo được không? Mèo. Game không cho sờ mèo. Đây cho chứ. Đó thấy không, game đâu phải gì. Tính đầu bật lên thành tựu chứ. Má gà ông kêu ông online. Cái gì vậy? Chờ chị mang thi gót. Mình nên ăn uống tốt hơn để hồi phục cái sức khỏe của mình. Đủ rồi. Nắng cháy, nắng cháy gì vậy trời? Máu tối đa tăng từ 300 lên 350, ngon. Còn nữa không chị? Cho em hết đi. Trái bạn vừa ăn gọi là đốt dây bay ghi. Trái đốt tệt. Là trái dâu mà chấm chấm à. Dâu mà gạch gạch gạch. Nó được mà thu nhập để mà bảo vệ, dành cho những người bảo vệ ngôi làng này. Bây giờ đi vô đây. Ủa? Chuyển đổi luôn. Mình bây giờ có thể chụp triệu hồi được cái gì đó hả? Những cái thú mà mình triệu hồi á thì nó không có hỗ trợ mình trong cái trận chiến đấu với boss. Vậy như cái trận chiến lớn lớn á, chắc là boss hay là quái trên anh gì đó. Nhưng mà vẫn có trên cái chiến trường của mình. Thì mỗi con nó sẽ có một cái thuộc tính khác nhau. Vô đây chỉ có nhiêu đây thôi đó. Cái gì nữa không? Rồi bây giờ em làm gì đây chị? Rồi hết rồi. Có 4 cái ký hiệu cổ ngữ. Màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá, màu vàng. Màu vàng giống như cái cánh, còn cái này là ba vuốt con mèo. Này giống cái bàn cân. Chụp cũ, cũ phải không? Hôm nay là ngày mấy? Không biết cũ ơi. Hôm nay là ngày 2 tháng 12.
Ngày 20 tháng 7, ngày 4 tháng 4 đi, ngày tự tử. Rồi rồi, đúng rồi. Ủa, không có cơ hội để mình trả lời lại hả? Vậy là nếu như tôi kiếp qua cái gì đó ẩn ẩn là tôi mất luôn đó. Heo. Muốn cho tìm luôn. Cái bản cáo thị. Rồi ơi. Em đợi tí. Đây là những cái lễ hội của cái trong cái ngôi làng này. Còn đã chuẩn bị cho cái ngày hạ chí sắp tới rồi. Chữ đó phải chữ hạ chí không ta? Sergio Moli đã được chọn làm cái người thiến tế rồi. Ở đây có cái lớp tuyết gì nè. Ở phía trên có đường, ở phía dưới cũng có đường nhưng mà giờ mình chưa đi được. Bây giờ chỉ thấy vô cái cửa này thôi. Ủa? Chị xe me vậy đó ở đâu? Em đi hết cái làng rồi mà. Ở đây có bảng cáo thị gì nữa không? Cái này lịch dọn dẹp trong đó thôi. Ngày chẵn ngày lẻ gì là phân công mỗi người khác nhau. Chắc bên đây quá. Không, bản thì bên đây thôi. Đi nhà. Chào chị. Hả chị đâu? Ngủ gục nữa. Thằng này ăn cu nào rồi. Chào cô Momo. Can I help you? Thằng cu này có vẻ là sợ mình. Hoặc là nó cười ghét mình á. Đừng có nói nhảm xung quanh nữa. Trời, cái chữ nó gung nhìn nhức con mắt thiệt. Đây, đưa quyển sách đây. Cái quyển sách này thì ghi lại cái quá khứ của mình. Trong này còn gì tương tác được nữa không? Làng này nhiều dân phết đó chứ. Quái vật bây giờ thì ở tất cả mọi nơi rồi. Thế nào mà có thể sống yên bình được? Cua rồi đấy. Chào cháu. Rồi, hai cụ thì nói về ba cái trà với nước không à. Cháu sẽ lớn lên một ngày nào đó thôi. Mèo. Này mèo trắng hả? Nó không nhìn mặt mình luôn. Mà mèo trong này thân thiện quá ha. Con nào mình cũng gờ được đó cho nó. Cho đằng ấy. Đi vào cái tòa thư viện cái gì? Cái Santuri đó là cái gì ta? Tự nhiên quên tiêu rồi. Rồi đó chơi con Monster Santuri á. Đâu chị đó đâu, này là em trai của cái chị nãy nè, đừng nói trong đây nha. Không phải là chỉ dắt ở trên này. Quá nhiều mèo luôn, cái ngôi làng này toàn mèo với mèo không à. Tôi gỡ hết mấy con này luôn coi có thành tựu vô. Con này thì nựng chứ không có cái so đầu nữa. Cũng là xuyên làm mấy cái animation quá à. Ủa, chị gái mình hả? Cái chuông đã bị trộm rồi. Cái chuông đó gì mà cái quái vật nó xung quanh đây có tác dụng gì không?
nó giống như là cái phong ấn hay là cái gì á. Rồi có con thì ở nhà chăm con đi em gái ơi. Đi theo chị làm cái gì, chiến trường nó khốc liệt, vừa mới bất tỉnh rồi nãy đó. Vì đây là cái nhà mình đó. Mà hình như là mình trên hình đâu phải không? Nhìn trở ra thế nào cũng giống cái nào cũng đây, chắc gặp chị này đây. Ông nào bự quá vậy? Ở cũng cao gấp đôi mình luôn á. Nhìn thấy con ở đâu không? Nó đi thăm ông bà nó nhưng mà không thấy trở về. Cái thằng cu hồi nãy nói chuyện đó, thằng cu hồi nãy nó gặp hai ông bà nói chuyện về trà nước đó. Ông này là chắc bảo vệ làng quá không? Cũng được. Chào cháu. Ừ? Gì đấy? Cái mà cái viên pha lê mặt trăng á, thì giúp cái mảnh đất ở đây màu mỡ trở nên là cái đất gọi là cái gì ta, màu mỡ hơn, cây nó phát triển nhanh hơn. Mình thì không có mảnh thủy tinh đó, coi ở đâu ta? À góc trái dưới mình mới có 7 à. Để đây thì tới cần tới 20 luôn. Rồi nhớ chỗ này nha. Cái làng gì rộng dữ vậy nè. Khu này là khu câu cá hả? À em đi gặp chị này đây. Nhìn giống như mà pháp sư vậy đó. Tôi sẽ nói với bạn về cái chuyến hành trình này. Mình xin lỗi vì đã đánh giá sai cái tình hình đó nên mới bị bất tỉnh bây giờ đó. Chuẩn bị cho một cái cuộc chiến lớn hơn đúng không? Bà này dễ giống như mà trưởng làng hay là cái gì đó, gọi là cái gì trong làng mà chuyên gia về cái mảng mà thần linh tâm linh đó. Những cái yêu tinh đã cảnh báo chúng ta về việc cái mất tích của cái chuông này rồi. Cái chuông này vẫn chưa biết là cái gì, không biết là con game này nó có liên quan gì với mấy cái phần game trước không. Tôi hơi mù mờ cho cốt truyện rồi đó. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang đánh giá về cái thiệt hại của việc đó. Lũ quỷ địa ngục đã bắt đầu xuất hiện rồi. Bây giờ tốt nhất là mình nên tìm cái linh cây vậy. Cái cây đó đang là cái thủ hộ cuối cùng của cái làng luôn. Cái cây đó mà chết thì tôn luôn đó. Cái làng của cái mấy thằng đó đâu ta? Bên yêu tinh phải không? Những ô gác đe cũ thì đã nói về cái điều này từ trước rồi. À, nó có thể thực sự thật. Cái chuông đen thì không được gung lần nào nữa. Tại sao? Rồi. Rồi ok, cẩn thận, từ nay giờ sẽ cẩn thận hơn cho chị. Toàn bộ cái thế giới này là đắm chìm trong cái lũ quỷ đó rồi, không phải ngôi làng của mình đâu. Mình sẽ đi tìm cái thằng cung cái chuông màu đen đó. Rồi cảm ơn. Kêu mình bằng đứa trẻ luôn thì chắc là tuổi cũng cao lắm rồi đó. Bán mạng bảo vệ dân làng thôi.
Có đồ gì cho em không? Không cho lại gần luôn. Có cái dấu chấm hỏi đây là cái này đúng không hả? Chừng nào có đủ 20 đi. Dưới này có cái gì không? Không qua bán được. Nó tới tối sao ta? Đi. À, cầu nguyện. Cái tay cầm nó rung khủng khiếp luôn. Đam của mình tăng từ 5 lên 7. Hết đường đi rồi. Có thể là chắc sau này mới đi được thôi. Giờ lên thôi. Điện thoại. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Chắc về cái chỗ nãy là lúc đó nó chưa cho mình đi á, giờ đi được rồi nè. Mẹ mày đang ngủ cũng sợ nó được luôn nè. Gọi nó vậy sợ nó con gái đi. Cái chuông này thì tác dụng như ta. Sợ quá nhiều mèo cũng được được cái thành tựu nữa. 50 luôn nè. Vậy là 20 với 50 là coi như là 70 đi. Đủ 70 mình quay về chắc là có việc mình làm luôn á. Trong đó nãy mình đi vô mình chưa ai đây cái bà hồi nãy cái bà pháp sư chọn em này làm hỗ trợ cho mình. Em này thì không thích chiến đấu tí nào, rất là nhát gan luôn nên không biết sẽ trợ giúp mình bằng cái kiểu gì. Em này thì chắc mãn là hỗ trợ về cái mặt kiến thức kia công nghệ gì rồi. Đây. Mình sẽ đem mấy cái mảnh tinh thể mặt trăng nó về cho em này làm cái gì đó, nâng cấp năng lượng hoặc là cái gì đó. Giống mấy thanh niên thợ rèn ở NRWF nữa. Tăng năng lượng của cái cung của mình đó. Đây đâu, bài đâu. Tôi sẽ ứng dụng nó hơn tốt rồi, cảm ơn. Rồi đi thôi. Bye bye. Về cái gia huy này thì cái gia huy này trang bị vật phẩm đặc biệt. Nó sẽ tăng lớn phần lớn vào sức mạnh của mình. Bấm vô đâu để xem ta. Nhấn cái menu. Chả biết nút nào luôn. Cái nút này. Gia huy đây. Mình chỉ trang bị được hai cái thôi. Cái này thì tăng cái hiệu ứng của cái cung. Tăng đam cái cung khi mà mình đầy stamina lên. Chỉ đầy stamina thôi hả? Cũng được, stamina nó dễ hồi. Vậy thôi. Cái làng cô hôn. Ồ. Ấy, bấm lộn nút gì? Cái này là sao? Đánh nó không đam luôn. Mấy con này bắn cung vô nó dội ra luôn á. Con này nó có làm gì mình không ta? Hay là nó chỉ soi đèn thôi? À vô nó mình bị làm chậm thiệt á. Nên phải đánh cho nó co lại rồi mình mới nhảy được. Cái con này đi ra.
Ê, ê, đá mặt trăng nào phải không? Rồi nó rớt rồi, nó đi ra quỷ này. Giọt chơi 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 1.4. Cái dâu này như tăng máu tối đa quá không? Cảnh tắc vô giờ dài nên chơi cẩn thận tí, lên được 400 máu không, 400 luôn. Hiệu ứng này vĩnh viễn là hay là mình chết nó mất. Ê! Trời, không có né chiêu được nữa. Thiệt. Bắt đầu thấy độ khó nó lên dần dần rồi đó. Thiệt chứ. Đồ độc ác. Đi lên nó hồi quái hả? Chơi kỳ dính. Chuyện gì hết nữa cây máu rồi. Em thấy gà chưa? Tính nãy giờ mới được có 40 cục thôi. Dữ quái hả? Đâu NPC mình đợi mình nói chuyện đàng hoàng với nó. Hết nửa cây máu rồi. Chơi mức dễ rồi đó nghe, mà ăn hành cái này rồi. Thử bên đây nó thiết kế cái đường ẩn hay là cái gì nhìn na ná đi. Giờ mình có hai đường đi nha, một là lên trên còn hai đầu qua phải. Đợi đầy stamina cái này rồi mình mới bắn đó.
Cái giá cái tầm gửi hay gì được cái gì rồi quái nó hồi ra góc đó thì sao mà né được. Chục rồi giờ cho em về được không? Gung chuông 50 Luna để hồi máu và mana. Qua đây farm mấy con này tí kiếm tí Luna nữa. Map ở đây mình cũng cái chuông rồi, bây giờ thì đi thẳng lên hướng đấng bắc thôi, hướng lên trên. Đợi đầy mana bắn luôn. Ok. Chỗ này nãy mình đi xuống mà. Cái dấu chấm hỏi là sao ta? Trời ơi, bây giờ đi xuống gặp đống quái chứ nữa. Trời ơi, nó quăng ở trên, ở dưới này vẫn dính. Bây giờ đi xuống dưới thôi. Bên bển có cái cây gì kìa tương tác đụng ta để dù quên để ý nữa cây gì nè giống cây tầm tuổi không để cho tương tác tự nhiên thiết kế cái cây mọc ngay cái đá làm gì không. Thank you.
Tầm mình có phết nữa nha, chứ không phải dễ đâu. Bắn đi xuống. Ây da, con quỷ nhỏ này. Nhìn thấy cái gì đó bên dưới à? Chút nữa đi. Bên phải còn vẫn còn đường mà. Nên đi không ta? Kệ vô đi, có cái cục hồi máu trên đầu mà sợ gì? Chui xuống lỗ, đút vào lỗ. Trời tưởng, ấy thầy kìa đánh boss kìa. Sáu máu chúng ta được lá bài thứ hai. Lên đây chắc hồi quái nữa rồi, thấy không? Mười sáu máu à, mười sáu máu khỏi hồi đi, đi dưới trước. Đòn đánh của mình bây giờ nó lan ra độc đáo hết đó chứ. Cái đường bên phải là sao ta? Thôi tôi muốn đi thử cái đường bên phải trước khi đi xuống. Cảm giác đi xuống đây là nó gần như hết đường. Không hiểu lắm.
này thì chỉ có một đường thôi, dễ đố mà, thậm chí cái mũi tên của mình nó còn không bay qua được nữa cơ. Có khả năng là ở trên có cái đường đi xuyên qua luôn á. Sao ta? Như giải đố thì phải có hệ thống câu đố hay là cái gì đó chứ. Hoặc là mình đi ở đường dưới lên. Nhưng mà ở đường dưới lên thì cũng đâu có nhảy lên được. Ủa? Chỗ này thấy quen quá vậy? Giống với Tuto với đồ game nào. Giờ chỉ có đi xuống thì ghé trái thôi. Năm trăm mười Last Quit. Đến cuối này thì mình chết thì mình đi lại cái chuông thì nó có thể hồi lại mình được. Đẩy lùi đối phương hả? Không ngon. Hiện tại hai cái siêu của mình, hai cái skill của mình thấy huy chương á, thân đau. Lần trước mình đánh con ở đây mình rớt xuống đâu không? Lần này nhảy xuống hả? Đừng có gung nó tay cầm ơi, em sợ lắm. Bên đó thì có dây đỏ này. Tám
Rồi chém diễm dính rồi. Cái gì? Đi, đường ẩn trong đường ẩn. Trên đó có cái gì kìa? Cái này nào mình mất máu thì mình lắp cái đó vô. Mình đã giải thoát cho một cái con tinh gì đó. Sau này về làng thì nó sẽ trả công cho mình. Theo tôi đọc được gì, không biết cái con đó bên thế lực thù địch của mình hay là bên nào đó. Chục 22, chí mạng thì lên 27. Mày á, mày á, mày gì á, chục ai vậy? Thanh niên lơ tết giờ vô mà biết là gần đó nha. Ấy, ấy. Ở dưới có đường nhưng mà làm sao mình xuống dưới được giờ? Đấy là có cái gì đó unlock thì mình mới đi qua được cái gió đó. Trăm rưỡi hả?
Mana tối đa, mana này để làm gì đó? Thì con vãi nó đứng kìa. Không có chỗ hồi máu nữa nghe, nên lệnh quản là bay màu đó. Bây giờ chắc mình đi được qua bên cái gió rồi đó. Hoặc là không đâu. Hello. Đi lên hoặc là đi xuống qua cuối đường bên phải. Cuối đường bên phải đó thì vẫn còn dính cái gió, mình chưa đi được đâu, nên chắc đi lên thôi. Không thấy gì vậy? Quay lại cái chỗ ban đầu á, nhớ lúc đầu có cái chỗ nào nó có dây leo á. Trời ơi, Camiga thiệt. Nó rủ mình ăn thịt đó. Mày làm gì? Rồi, chiêu quá ha. Ở bên dưới này thì khiến em nghĩ về với gia đình của mình. Chưa bao giờ rồi cái ngôi làng trước đó đúng không? Đúng vậy. Đây là cái chuyến đi xa nhất mà mình đi trước đến giờ. Hai em này cái khẩu phần ăn khủng khiếp luôn nha. Rồi hướng dẫn nó ăn phải không?
À, lên team luôn kìa. Sao ta? Làm sao để đánh được cái trái đó? Thôi chết rồi, thở bấm cái gì rồi? À, nút lên của mình là nút hồi máu. Gì mà nhìn có vẻ nguy hiểm gì nào. Cái đường này nãy mình thông lên được đây. Cuối cùng phải dính cái à, thất đức, thật là thất đức. Cảm giác như đánh boss vậy đó. Môn. Rồi ok. Gì? Bắn nó chị. Dạ nha.
em đã chiến vãi nha, đứng đầu rồi chứ không có chém chém như mình. Chặt nó đi chị ơi, chặt nó. Kinh. Thôi thôi, người nhìn người ta bắn cung rồi, giả bù như mình. Tôi thích em đó rồi đó, đổi được không? Cảm ơn giúp đỡ mồm mồm. Thì sư chữ nó gung dữ vậy. Rồi, đi tìm cái chuông đen thôi. Bắt đầu chia ra đi tìm mất. Đi chung đi, đừng có bỏ em mình. Cái bông, lấy cái bông này nếu như mình muốn đi khám phá sâu hơn. Chắc cái bông này do mình vượt qua mấy cái chỗ gió thổi á. Gì đây? Làm sao dừng lại cái hiệu ứng này giờ? Đấy, sao dừng được? Đấy. Bị lỗi gì không vậy? Nó tự xài cái này hoài ta. Có khi nào bị lỗi không? Thank you.
nó cứ tự chạy như hoài là cho nên khi mình hết mana luôn là sao? Rồi. Không lẽ là cái lỗi bot? Bó tay à, giờ tôi không có điều khiển gì hết mà nó cứ chạy 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 như hoài à. Sao ta? Bí thiệt, nó cứ chạy lướt lướt hoài không. Điểm lên chết. Này thì heo giả cày. Ai ghi đấy hả? Tóc vàng hả? Cứ vui được gặp gặp bạn nhân loại. Tôi là Hai Di đây hả? Tiên ánh sáng. Tôi là Momo, một mục sư đến từ Koho. Tôi nợ bạn cái sự sống này. Quái vật tấn công rồi đúng tội luôn. Black Bell ở đâu em ơi? Biết gì nó không? Tôi biết chỉ cái chuông là bị trộm khỏi làng của bạn rồi, nhưng tôi không biết ai làm cái điều đó. Nữ hoàng của chúng tôi đã chuẩn bị. Thôi thôi thôi, nét nét nét. Có thông tin nhiều hữu ích thì nói thôi, đừng có kể chuyện nữa. Rồi, có gì ghé làng chị chơi nghe không? Rồi nữa rồi.
không bấm kịp. Bây giờ làm sao giờ ta? Không bấm được vô cái này luôn á. Kìa đứng rồi chưa? À, hết mana nó mới đứng. Nó boost cho mình cái gì đó sau khi sử dụng cái tiếng chuông. Hết luôn thể lực rồi. Cứ bị kẹt cái hiệu ứng như vậy luôn, có khi là đổi bớt tiền á, chứ không ai thiết kế gì đâu. Nào bây giờ buông ra không có điều khiển gì luôn và nó cứ chạy bịch về bịch như thế này đấy. Giờ mình muốn về làng sao ta? Hết thể lực rồi nó mới nghỉ nhảy rồi. Nó hết thể lực. Bây giờ làm sao để mình về làng được? Giờ có khi mình đi xuống dưới á, kẹt cái hiệu ứng khó chịu á. Nó vẫn dính kẹt cái hiệu ứng đó kìa. Bây giờ làm sao bây giờ? Tôi thử hết nút trên cái tay cầm thôi. Hết rồi nè, ngon vậy. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Bây giờ là sang trái rồi lên trên. Tự nhiên hết ta.
Rồi được rồi, ổn rồi. Rồi rồi. Khoan, bây giờ đi xuống dưới cùng ở dưới luôn, tại vì mình chạy qua gió được rồi. Nhưng mà đi xuống dưới đi nào, lên trên thẳng qua. Tự nhiên cái nó hết cái bệnh này luôn. Sau khi sử dụng cái chuông thì mình được cái hiệu ứng đỏ hơn tí. Thôi giữ cái tên bắn đi, tên bắn lúc đầu cũng khá là ngon. Xuống, đi xuống, xuống nó nhanh hơn. Trái xuống 2 lần, xuống 3 lần luôn. Không ca không tương tác cho nó được. Ai đây? Nhìn ngầu đét nhỉ?
Bạn là Momo đến từ Coho. Tôi tin thì chúng ta đã gặp nhỡ gỡ nhau trước đây rất là nhiều năm trước. Bạn là Meliodas đúng không? Đúng vậy. Trình độ kính của tôi thì đang rất là bẩn, tôi không thể nhận ra nó. Em này dạng là một sách hả? Cách nói chuyện cũng giống giống rồi đó. Điều gì mang bạn lên đây? Tôi là nhà giả kim thứ 56 của cái Merigold đang nghiên cứu cái này. Tất cả là vì nghiên cứu thôi. Lần ấy trời em đã cao gấp 3 lần mình luôn. Quái vật đang ở đây rất là nhiều, đừng lo lắng. Tôi được sự bảo vệ mạnh mẽ của một kỵ sĩ cực kỳ to lớn, cánh tay vĩ đại hả? Ok, không có lựa chọn gì khác. Có bán đồ hay là buôn cái gì không? Việc nghiên cứu thế nào rồi? Cái ký tự này nó là ký tự về cái chết đó, mang tính là hiến tế rất nhiều. Nó có ở đây từ hàng thập niên trước rồi. Thôi kiếp 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 kiếp. Bây giờ ta chừng nãy giờ mới có 1 tiếng mấy thôi. Tiếp ngày chơi game được 2 tiếng lận nên gán tranh thủ chơi. Cảnh cũng đẹp hết đó chứ. Và khúc này ấy cái nghệ thuật pixel nó lên đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên cái độ phân giải nó hơi thấp thôi. Cái đường này là tôi thấy giống đánh boss dữ rồi đó. Phải, mình đã bị dính cái lời nguyền này, bây giờ cái trạng thái không thể hồi máu được nữa. Chơi ngu rồi. Ủa hết rồi hả? À, lúc mà đánh nó ra cái khí linh nè, cái quán khí nè. Tốt nhất là không nên chạm vào. Rồi, đã hiểu. Ma nhập này người ta gọi là ma nhập cái gì vậy, game kinh dị à? Mà nhìn anh em nhìn nó giống cái đầu khắc liệt nha.
Quá trời củ hành, củ tỏi gì nó đầy. Thiết kế bản đồ này giống mà con Manta Santugi. Ở trên phía dưới, ở trên phía trên có đường nữa, nhưng mà hết lên được rồi. Máu ngon. Em này sao lại đây được vậy? Trái phải ta? Trên cũng còn đường nữa. Phải đi. Gì là trái? Chỗ đó thì dắt tí nữa đi vòng lên trên này rớt xuống đó. Đoán vậy thôi. Trái cũng có đường, dưới cũng có đường. Rồi bị ma ám rồi. Gì mà cháy nổ ghê vậy? Cái gì? Dạ. Gì có cái gì dẫn kìa à? Lũ đạn nó mới hồi máu, mất lên khúc máu. Không phải. Đau. Đau. Thank you.
Ây da. Củ hành củ tỏi thì nhìn ngộ đời mà. Xuống. Chui xuống hầm ngục. Thêm cúng cúng phết đó chứ. Trái gì đây? Trái màu đen chứ tăng mana quá. 40 50 đúng rồi. Không có thử thách gì nữa. Để tiếp tục cuộc hành trình thôi. Game này chưa có combo hay là kết hợp chiêu thức gì cả. Ở đây. Cái mắm ngắt gối quá. Sao vậy? Mặt mày bí chỉ nào. Chào thằng ấy. Trong bạn là không tốt cho lắm mình. Cần đau đầu nữa không? Ăn cái nấm trời ơi ông nội. Tôi khuyên bạn đừng có nên ăn cái gì ở bất cứ ở đây. Bây giờ thì thách cái hồi máu rồi, cũng thế nè. Thư giãn đi. Hèn gì mặt mày nó bí gì không? Thở ra bong bóng màu vàng đó chứ. Ăn uống tầm bậy tầm bạ trên đường, nhất là ăn nấm đó chứ. Không thể tin vào mắt mình. Mảnh vỡ mặt trăng á. Đây là nguồn gốc của cái cây linh chi. Cây linh chi đó là cái cây luôn gì không biết nữa. Cái rễ của cây luôn nữa. Để giải thích. Rồi bắt đầu kể về cái cốt truyện. Ngày xưa thiên thạch lao xuống trái đất bầy khủng long chết. Không tự chạy à? Không tự chạy bấm tay. Cách đây từ rất là lâu rồi, thần mặt trăng thì Liner đã bị thương trong một cái cuộc chiến tranh. Dòng máu màu trắng của cô ấy thì đã chảy xuống hành tinh này, chìm vào lòng đất sâu vô hồn, chắc sau này mọc thành cái cây đó. Nói chung là máu trắng của thần mặt trăng. Từ một cái vùng đất khô cằn thì nay nó có sự sống. Sau đó thì cái thực vật bắt đầu phát triển trên hành tinh này, động vật, thực vật và những cái dòng sông. Chữ nó vậy mà nó giật giật cứ khó đọc quá. Phong phía sau nữa, cái độ phân giải thấp nữa chứ. Cây luôn. Ở làng của chúng ta, ở làng của bạn hả? Ủa? Sao làng của bạn? Cây luôn thì cũng hình thành bởi nhờ cái cách này, dòng máu trắng của nữ hoàng mặt trăng. Và đó bị thương. Cái trái ác quỷ mình đang ăn đúng không? Sell good. Cái này là những cái giọt máu ngày xưa nó kết tinh lại đó. Đó. Chết rồi, bấm lộn rồi, mới tự nhiên bấm kiếp qua. Cái câu quan trọng nhất thì tự nhiên bấm kiếp quá.
đầu không kịp đọc luôn. Tôi nhìn thấy ảnh vẽ về những cái siêu phút này trong những cái quyển sách nào đó. Siêu phui là trái cây có giáp hả? Bỏ trái cây hả? Những điều đó được viết trong một quyển sách à, từng thấy trước đây về cái lõa, cái lớp màu trắng rất quen thuộc này của cái trái cây cây mà có cái giáp gì đó, được viết bởi Aesir hàng ngàn năm trước. Nó người cổ đại hả? Nhìn về tương lai từ người quá khứ. Trời ơi chữ nhiều kìa, chữ nhiều mà chữ Pixel nữa, đọc không được. Nhiều cái nhà học giả trên vùng đất này thì đã tìm và nghiên cứu về nó, học nói nó có cả những điều mà nhắc đến đều được ghi trong cái quyển sách đó của là IC Elite chứ, Elite gì đó. Ôi, nhức đầu quá. Mù tiếng Anh mà bác chơi nhiều chữ như thế này, nói được gì nữa không? Đừng để bất kỳ ai biết cái việc này nha. Lina Ludita, cô gọi cô Hô gọi cô ấy là Luna. Nãy giờ chúng ta đã đi được cái vùng đất đầu tiên, là vùng đất thứ hai rồi, sang vùng đất thứ ba màu xanh lá này. Vùng này còn rất nhiều điểm chưa đi luôn. 1, 2, 3, 4 điểm, 5 điểm, 5 cái hướng nè, ở dưới này 2 điểm nữa, 7 hướng. Đi thử cái vùng này nghe, không được thì mình quay lại. Đánh nó có 3 đàm à. Nó tương tương như trái banh vậy, nhìn ngứa mắt. Rồi tới đây là không đi được nữa rồi. Chắc giới hạn của mình đi được tới đây thôi. Thôi, game này bữa nay chơi đến đây thôi. Có thời gian tôi sẽ chơi tiếp game này. Chủ yếu là chơi cho biết. Đấy, anh em trên POZ nói là cũng giới thiệu lắm. Thì game chơi cũng tạm ổn. Cho đến giờ nó cũng có cái cốt truyện đó. Tuy nhiên cái đòn đánh này đơn giản mà. Chưa thấy hệ thống vũ khí gì mới. Cũng chưa thấy nâng cấp cây kỹ năng hay là cái gì cả. Chỉ có đánh ba cái với mà cái skill này. Cái dạng huy chương này thôi. Cái chương này chúng ta có 2, 4, 6, 8, 9 nhân 4, 36 cái. Mà mình chỉ xài được 2 cái à. Sau này không biết có mở thêm không. Khả năng nó chia 4 vòng như thế này thì có thể sẽ mở thêm hết đó. Là mình có thể mang được tối đa 4 cái. Đón gì thôi nha. Bên này là những cái trang bị mình lấy được. Mình chịu hồi với con này làm gì đó.
Ủa, hai đứa nó đây đâu không tiêu vậy? Ủa, chạy nhanh thì nhảy có xa hơn không? Thử rồi. Có, nhảy xa hơn rất là nhiều luôn. Thiết kế cái đường ẩn này để làm gì? Rồi mà nó ấm tới nóc luôn. Để nghiện chơi thêm tí nữa đi. Ở đây nó có 4-5 cái dấu chấm hỏi rồi cho ta. Nó có 4 dấu chấm hỏi luôn. Không biết nó có ý nghĩa gì không? Năm trăm rưỡi máu. Mở ra cái đường đi tắt luôn. Nhắm đi giết mèo rồi. Con mèo này con mắt bị cái gì ấy? Phải nó nói chuyện luôn. Ơi rồi gái gái không sao ngon đang nghỉ ngơi thôi. Nhân loại này là miêu nữ phải không?
bán nhân hả? Mày đừng có test kiên nhẫn của tao nữa. Chết rồi, bấm lỗ. Ây da. Cái gì? Quay hai hả? Đổ máu luôn. Rồi, miêu nữ với chúng tôi này. Phê 2, phê 3 gì không em? Nửng cái ai? Gờ đầu đó ai ai? Sợ lỗ tai cái. Chị. Đấy. Mất cái gì đây luôn ai? Đồ độc ác con game. Chạy ngang chưa kịp bấm tương tác nó mất luôn. Đó mình có thể nhảy ở giữa không trung mà đó, nhảy lướt nè. Lướt bồ dung chứ. Nếu vậy thì nó sẽ cho mình test ngay chỗ này luôn. Nếu tôi như đoán không nhầm. Đó thấy không? Đi à? Nãy giờ quên tăng đam, bỏ sót cái cây này. Nên đánh lên 145 luôn hả? Vậy mà vẫn đánh boss qua anh em thấy không? Đó gọi là kỹ thuật. Ê.
mình giải được hai cái bí mật này, còn một cái bí mật ở dưới này nữa, nó nằm góc phải dưới. À đó kìa, có cái sáng chán bảnh ngập. Đừng nói hai chỗ bút tăng đam luôn á. Bắn phát lên 210. Hiệu ứng bây giờ sẽ kéo dài hơn. Rồi cái thang máy. Hình như tới cái chuông là nó mới tính vào xếp phone của mình. Cái gì kìa? Tôi thấy cái gì ở trên đó kìa. Nhưng mà how about? Nắm không? Anh em ăn nắm không? Bị giá? Bị gì? Cái khu này là nó làm chậm mình dữ lắm.
Vậy thì củ hành củ tỏi với chúng tôi này. Mới sao lên đó được. Chỗ đó là đường đi xuống thôi. Tội nghiệp không? Cái giá con nấm này. Xả thủ. Thắt đường rồi hả? Cho vô đó được ta. Bây giờ thì mình có thể qua cái khu này được cái gì nè. Rồi. Lên gặp con bé kia ở trong này nghỉ thôi. Thẳng lên rồi quẹo trái là xong. Chết rồi còn 60 máu à. Nó báo động đỏ mình dữ rồi. Hôm nay nghỉ tại đây thôi. Bye bye anh em. Nào có thời gian thì chơi tiếp. Boom sưu vật. Lay sim. Mondo gà.